Trong chương trình có tên gọi Meet the Press của đài NBC, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho hay rằng Tổng thống Trump đã nói chuyện với các lãnh đạo thế giới về kế hoạch tăng thuế quan của Hoa Kỳ đối với thép và nhôm nhập cảng và sẽ không cân nhắc bất kỳ việc miễn giảm thuế nào. Vào ngày 1 tháng 3, Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ đánh thuế 25% đối với thép nhập cảng và 10% đối với nhôm để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước. Dẫn đến trận bạo kích dữ dội từ các đối tác thương mại và khiến thị trường chứng khoán bị sụt giảm. Ông Ross đã xem nhẹ tác động tiềm ẩn của kế hoạch tăng thuế quan này đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông cho biết tổng thuế quan chính phủ Hoa Kỳ đang đề nghị là khoảng 9 tỷ Mỹ Kim cho một năm, một phần nhỏ của 1% của nền kinh tế. Donald Trump nói rằng sự trả đũa này sẽ không làm thay đổi giá của một lon bia. Nó cũng không thay đổi giá của một chiếc xe và nói chung là không làm biến động giá cả. Bộ trưởng Thương mại đã phản bác những đe dọa của Liên Âu Châu về thuế quan để trả đũa đối với các sản phẩm chủ lực của Hoa Kỳ như Motor Harley Davidson, rượu bourbon và quần jeans Levi's là không đáng kể và là một sai lầm hoàn toàn.